Xin chào các bác nhá. Đấy, có bác vừa bình luận ở trên kênh em là hỏi có đôi bát nào không. Đấy thì em quay đây thì tiện đang có ông anh ông đang quay cái con này. Công suất thì lười em chẳng muốn bỏ ra thì em mượn em test nhạc luôn. Đấy thì để em test cái video nhạc lên cho các bác luôn nhá. Đấy thì nói chung là các bác cứ có yêu cầu như nào là bên em sẽ cố gắng là đáp ứng cho các bác nhá. Đấy, các bác cứ có yêu cầu là bên em sẽ cố gắng là quay lên cho các bác. Rồi bên em sẽ đi cắt cái dây để em đấu thử test nhạc cho các bác nhá. Vâng, đây. Em sẽ test nhạc cho bác nhá. Vậy là anh đấu lúc mà các anh mà có đấu là phải đấu nhớ là đấu cho em tức là đấu qua tụ phân tần gì hay là đấu trực tiếp thì cũng phải mở nhỏ nhẹo nhá. Còn ở đây thì em gọi là mở test cho các anh là bảo là lên nhạc thôi và nó không bị dè bát thôi. Hàng em chưa vệ sinh đâu đây này. Chưa vệ sinh một tí gì luôn đấy, còn về các anh lau nó đẹp lắm. Trăng tròn trăng xa đêm thâu. Chỗ em xinh em sang lòng bàng hoàng chất tình bốn bề buồn tên sao chúng mình không cùng chung bước khi biết đôi mình vẫn còn thương nhìn nhau không nói nên lời mà như đã cách xa. Đấy, về các bác có thể bỏ cái tiền ra được này. Tình yêu là thế em đã hẹn rồi không đến, ai biết ông trời làm lệ rơi. Đấy thì đây là em test xong một trước nhá. Tiếp tục em sẽ test nốt trước còn lại này. Nói chung là các dòng này thì các bác nghe là chỉ có sướng thôi chứ không có chuyện là thiệt cả đúng không ạ? Những con này nghe sướng lắm các bạn. Nỗi lòng của người đã lòng buồn thiên những đêm mình vắng nhau rồi bà. Người yêu tìm trong giấc mộng để lòng mình sao còn ngẩn ngơ. Năm đợi chờ thì cho quay lốt cái này, cho quay cho khách này. Xa cách thêm buồn người tình ơi, mình yêu yêu mãi muôn đời, từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình bước đôi đường. Đấy, nói chung thì những con này thì các bác mà có nghe thì chỉ có sướng thôi các bác nhá. Đấy, bát của nó là bát dòng bát Onkyo xịn đấy các bác, đây này. Đấy, sáng em có quay nhưng mà đang quay hết pin. Tức là quay đến cái cặp này rồi thì đang chỉ bị nói thì nó hết sạch pin. Đấy, thế là cho các bác xem cũng mất mới đâu đúng không ạ. Đấy, thì chiều nay em thấy các bác bình luận ở trên kênh là hỏi có cặp nào không thì đây em sẽ quay test cho các bác nhé. Đấy, dòng này thì từ kép bọc kim loại bảy màu giảm nhiễu, to cực kỳ luôn các bạn này. Bát này của nó là dòng bát 13 các bác nhé. Tức là đo hết cái viền nhựa của nó này. Hết cái viền nhựa này của nó rơi khoảng 13 các bác nhé. Hết viền nhựa là 13. Đấy, dòng bát 13. Đấy thì bác nào mà đang bị thiếu cặp bát mà tiếng ấm ấm thì lấy cặp này về, hoặc có thể lấy cặp này về mình chế cháo nhá. Độ làm nó chung nó chiếc ok. Rất là nhiều khách anh em độ những con này làm nó chung rồi và nghe rất là phê luôn. Đấy thì bác nào mà chốt thì alo cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. Vâng, xin chào các bác.